Hi, xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Bitsimon Reforged. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bấm một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình đã tiến hành update cái phiên bản Pixel Extra lên cái bản mới nhất rồi các bạn ơi. Và để mình sẽ cùng cho các bạn coi nha. Cái Pixel Extra đó đâu rồi ta? Đây rồi các bạn ơi. Đây chính là bản 2.5.10 đó. Pixel Extra này thì nó sẽ tương thích với lại cái bản Reforged 8.1.0 nha các bạn. Ồ, bên đây có một con Biddo hả? Ồ, hay là nó đang bay vậy ta? À, nó đang bay các bạn ơi. Ồ, mình thường thấy cái con này nó ở dưới đất mà. Sao bây giờ nó bay luôn vậy? Biddo với tôi nè. Mình sẽ tiến hành đánh boss trước nha các bạn ơi. Ngon lành. Wow, mới vào đã gặp được một em boss cấp 105 luôn. À, Steam Eruption nè. Ui, nó cho mình một cái Mental Herb. Cái này thì mình sẽ cất vào trong ba lô đi ha. Ui, bên kia có con mèo kìa. Và hình như nó là con mèo thường thì phải. Để mình bố cái hiệu cái đã các bạn ơi. Chúng ta cũng sẽ Chessborn Legendary luôn. Ồ, còn 18 phút nữa hả? Và bây giờ là bao nhiêu rồi? Ui, bây giờ là buổi sáng các bạn à. À, và trong cái bản cập nhật mới này á, thì nó có khá là nhiều thứ. Trong đó nó có Dynamax. Thì để Dynamax một Pokemon á, chúng ta sẽ cần được một cái Dynamax Pen nha các bạn ơi. Một cái vòng tay hay cái khăn gì đó. Nhưng mà để có được cái Dynamax Pen thì chúng ta cần phải đi tìm cái nhiệm vụ có tên là Shooting Star. Và cái nhiệm vụ đó từ những cái ông dân làng cho nhiệm vụ đó các bạn ơi. Để mình sẽ cùng kiểm tra coi. Ôi, hình như... Ủa, sao toàn là dân thường không vậy? Ủa, bình thường mình có gặp được một cái ông dân làng cho nhiệm vụ mà ta. Ôi, bên này toàn là dân thường thôi các bạn à. Mình nhớ hôm bữa mình có làm cái nhiệm vụ cái con mèo Metan ở trên này nè. Từ cái ông dân làng mà cho nhiệm vụ huyền thoại luôn đó. Ủa, sao chúng ta không có gặp hết vậy? Ơi, bây giờ hình như là cập nhật lên rồi mất cái ông đó rồi các bạn ơi. Ông đi đâu mất tiêu luôn rồi. Thì chúng ta còn phải gặp được cái ông dân làng đó nha các bạn ơi. Cái ông dân làng mà có cái dấu chấm than màu tím ở trên đầu á. Và khi hoàn thành xong cái nhiệm vụ Shooting Star, tức là nhiệm vụ sao băng đó các bạn, thì mình sẽ nhận được một cái Dynamax Pen nha. Ui, nhưng mà hình như là chúng ta khá là xui rồi. Hình như là cái ông dân làng mà có cái dấu chấm than màu tím á các bạn, khá là khó để tìm đó. Ông đó là tỷ lệ hình như là 5% thì phải. Ui, tỷ lệ nghe nó thấp vậy có chữ luôn ha. Ui, bên đây có một con mèo. Chỉ là mèo thường thôi, chúng ta sẽ không có bắt mấy em mèo này đâu. Bây giờ thì chắc mình sẽ đi qua những cái hội quán gần gần đây. Tại vì những cái hội quán thì nó gần với lại mấy cái ngôi làng đó các bạn ơi. À, ủa, chỗ này có một con Blizzle, nó vẫn còn model cũ hả? Sao mình thấy nó bị xấu như thế này? Khá là khó hiểu luôn các bạn ơi, hình như là chưa cập nhật lên rồi. Bây giờ thì để mình qua một cái hội quán kế bên đi ha. Đâu rồi, chúng ta sẽ đi kiếm cái game nào đó. Ta, có một cái game hệ điện. Ui, đây là cái game thứ 5 luôn. Wow, kinh khủng nha. Và nó sẽ gần được một ngôi làng nữa các bạn ơi. Mình sẽ qua ngôi làng này khám phá thử coi có gặp được cái ông dân làng đó không nha. Ủa, sao mặc áo đội hỏa tiễn vậy? Ui, tìm hỏa tiễn nữa các bạn ơi. Thách đấu hỏa tiễn thôi. Trời ơi, dám trà trộn trong dân làng của chúng tôi hả? Steam Eruption nè. Ây da, cái con Raticate này ngẫm cứ tỏi luôn. Đó, thành viên đội hỏa tiễn này. Ôi, có con mèo luôn các bạn ơi. Ôi, có con Codfin luôn. Xịn thiệt sự. Nhưng mà cái ông này thì không có bị biến mất, tại vì ông đang ở cạnh mấy cái ngôi làng các bạn ơi. Những cái trainer mà ở cạnh làng á, thì khi thách đấu xong thì họ sẽ không bị biến mất nha. Ui, bên đây có mấy cái ông dân thường thôi. Đây là Sammy các bạn ơi. Trời ơi, trong đây có đồ gì không? Ở trong đây vẫn còn đồ nè. Còn vàng, còn metal cord, còn sắt luôn. À, được một cái Oros nữa. Thôi, mấy cái này chắc mình sẽ cất vào trong ba lô đi ha. Hay chết, cất lộn mấy cây đuốc của tôi. Đuốc là phải cầm trên tay chứ. À, sẵn tiện mình sẽ kiểm tra coi. Hiện tại mình đã có được 856 em trên 881 em Pokemon rồi. Wow, khá là nhanh các bạn ơi. Và chúng ta đã có được bao nhiêu phần trăm Pokédex rồi. Mình sẽ cùng kiểm tra luôn nha các bạn. Ui, 97% Pokédex. Chúng ta đã gặp 856 em và bắt luôn 856 em các bạn ơi. Mình không có bỏ sót bất kỳ cái em nào đâu nhen. Ui, qua ngôi làng này thì không có cái ông, mấy cái ông dân làng cho nhiệm vụ rồi.
Ui, có vẻ như là khá là khó tìm đây. À, bên đây có được một cái emboss Ampharos nè. Ui, chắc mình sẽ cho Caesar ra để mà thách đấu luôn. Lâu lắm rồi mình cũng chưa Mega Pokemon. Sẵn tiện mình đang chưa Dynamax được, nên là mình sẽ tiến hành Mega Pokemon thử coi luôn nha. Đây, lên Mega các bạn ơi. Mega Caesar đấu lại với Mega Ampharos nha. Rồi, trời ơi, một khúc máu luôn. Bây giờ Mega lên á, nó có được cái biểu tượng Mega cạnh cái level 100 nè các bạn. Khá là xịn sò luôn nha. Wow, mình sẽ xài chiêu gì đây? Fury Cutter thử đi. Wow, chiêu này cũng một khúc máu luôn các bạn. Xịn sò thiệt sự. Là một phát Fury Cutter nữa. Ui, nó còn một xíu máu nữa kìa. Trời ơi, cầm của tổ Caesar của tôi. Cho Son Galio ra trận. Son Galio. Ui, nó cho mình một cái Espeon các bạn ơi. Cái này thì mình đã có rồi, để mình tắt bật lại đi. Trời ơi, nãy giờ mình tắt hả? Rồi, mình sẽ vứt cái này đi luôn ha, tại vì mình có rất là nhiều rồi các bạn à. Sẵn tiện thì mình sẽ bô cái heal luôn đi ha. Cái bên nó có được một cái ngôi làng khác nữa nè. Mình sẽ qua ngôi làng này mình khám phá thử luôn coi. Và trong chuyến phiêu lưu này á, mình có đem theo Sapphire nha các bạn. Em này dùng để soi mấy em Pokemon cho mình đó. Nó có cái chiêu Foxshine, chúng ta có thể dùng bên ngoài. Dùng soi Pokemon khá là xịn sò luôn nha. Và đây là Foxshine Zombie đó các bạn ơi. Ui, nhìn nó ghê chưa. Nó hóa thân nè. Wow, nó có mấy cái đá gì đó dính trên lưng nó luôn nè. Ui, hấp dẫn hấp dẫn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vô ngôi làng này coi. Ngôi làng này có cái ông cho nhiệm vụ nào không ta? Hello. Để mình kiểm tra coi. Mấy cái ông shopkeeper nè, bây giờ bán cái gì nha? Ôi, bán mèo hả? Bên đây thì bán bon bình thường thôi. Thôi mình sẽ đi qua cái ngôi làng này đi ha. Mình khám phá thử coi. Ngôi làng này thì tự nhiên nó có được một cái, ây da, một cái lò rèn nó nằm ở tuốt ở trên cao luôn các bạn ơi. Chúng ta sẽ đi vô trong coi thử coi. Hello hello. Có một con gì đây? Đây là Darumaka. Mình sẽ kiểm tra thử nha bạn ơi. Darumaka. Đây là dạng gì đây? Darumaka thường thôi bạn ơi. Hình như nó có được một cái dạng mới của Darumaka nữa thì phải. Em này chỉ là dạng thường thôi. Vậy thì chúng ta sẽ không có quan tâm tới nó nữa. Ngôi làng này thì cũng không có gì rồi. Chắc mình sẽ bay qua cái round game bên đây đi ha. Ui, ở phía dưới đây có một cái round game nè các bạn ơi. Nhưng mà để mình kiểm tra lại mấy ông dân làng thử coi. Có ông nào cho nhiệm vụ không? Hello, trong nhà này hết người rồi các bạn à. Hết luôn rồi. Có một con Darumaka ở trên nè. Darumaka thường thôi. Vậy thì mình sẽ đi nha các bạn ơi. Chúng ta sẽ đi qua mấy cái ngôi làng kế bên coi. Để mình coi đi hướng nào nè. Ui, đi phía bên này mới đúng các bạn ơi. Ok, tiếp tục phiêu lưu. Ui, chỗ này là một cái round game đó các bạn ơi. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Và trời nó cũng đã tối luôn rồi nè. Nhanh thiệt sự. Chưa làm gì nữa mà nó đã hết ngày rồi các bạn à. Qua bên đây chúng ta được có được mấy ông một trainer cấp 38 nè. Mình sẽ thách đấu với lại trainer này luôn. Ây da, chạy đi đâu vậy? Chạy đi đâu vậy? Chameleon hả? Fury Cutter nè. Flareon luôn. Sao nhiều Pokemon xịn sò quá vậy? Ôi, mình học được Minlock cho em Sapphire nè. Chứ mình sẽ hủy chiêu này luôn đi ha. Fury Cutter phát nữa. Kem rúp với tôi. Rồi, chỉ có ba con Pokemon thôi hả? Đơn giản quá vậy. Ủa, sao trong này lại có thành viên của đội hỏa tiễn đây? Ui, phía bên này chúng ta có được một em boss Ekans nè các bạn ơi. Chắc mình đi ra đánh boss trước đi ha. Đây, Ekans. Ui, nó thấy mình tới gần á, nó cuộn lại. Khá là xịn chứ bộ. Lên Mega để mà dứt nó thôi. Wow, Ekans với tôi. Trời ơi, cấu được nó có một xíu máu thôi. Nó đánh mình cũng có một xíu máu luôn. Bên cạnh có một con Ekans thường nó cũng tới ngóng nữa các bạn ơi. Ôi, mình nghĩ là nó tới thách đấu mình lắm. Ui, chạy chạy chạy. Chạy thôi chạy thôi. Không, là con Ekans thường á, nó tới nó thách đấu tôi đó. Vô đây mình hồi máu cho Pokemon đã. Vậy thì mình có được khá là nhiều đồ nè các bạn ơi. Quá chừng đồ luôn. Mình sẽ cất hết vào trong ba lô nha. Mấy cái này các bạn có thể sử dụng cho Pokemon cũng được, và có thể dùng để bán cũng được.
Rồi, cung hồi máu thứ bạn ơi. Đó, xịn sò con bò liền. Giờ mình sẽ đi kiếm mấy ông dân làng coi. Hello. Ủa, bà đây có một trainer cấp 18 nữa. Lại gặp một trainer nữa các bạn ơi. Khá là xịn sò luôn. Ngôi làng toàn trainer. Chắc lần này mình đổi Pokemon đi ha. Nãy giờ dùng em Caesar này nó nhiều lắm rồi. Giờ đổi qua em Solgaleo đi ha. Đó. Sunil Strike. Ui, ông này chỉ có một Pokemon thôi. À, có một em Pokemon mới nữa các bạn ơi. Pokemon của Gen 8 thì phải. Và đây là em Rippy. Ui, cấp 45 luôn. Mình sẽ dùng em Sapply này để mà xoay nó nha. Ồ, ngon lành canh đào liền. Chúng ta sẽ dùng Foxside lên cái em Rippy này. Ồ, mình biết được ability của nó nè. Giới tính của nó là female. Điểm IPS của nó là 69% hả? Tốc độ là 29. À, attack của nó là 28 và special attack là 3 hả? Ui, em này có vẻ là được đó các bạn ơi. Đằng này mình sẽ bắt nó luôn nha. À, dùng Caesar lụm nó luôn. Quả đầu tiên là Whipball nè. Ui, bây giờ bắt Pokemon đó chúng ta phải nghiên cứu cái kiểu rồi nữa các bạn à. Cho nó chuyên nghiệp. Không được rồi. Nó đánh mình lại nữa chứ. Mình sẽ Phone Sweep nó nha. À, không được. Hình như em này là Pokemon hệ bóng tối. À, vậy thì mình sẽ bắt nó luôn bằng Dust Ball nha. Ồ, à, bên cạnh có con Vulnerby nè. Ôi, nhìn mặt con kia dễ sung quá vậy. Ồ, à, vẫn chưa được các bạn ơi. Bắt hơi khó một xíu đó. À, các bạn có để ý không? Ngoài sau mình có một em Farfetch thì phải. Galarian Farfetch kìa. Ôi, con kia nó cũng rất là hiếm đó các bạn à. Bắt chưa được rồi. Khó khăn cho chúng ta rồi nha. À, Dust Ball tiếp tục. Trời, cái con Vulnerby nó định thách đấu mình các bạn ơi. Sung thiệt sự luôn. Wow, nó hiệu ứng chiêu á, nó cũng rất là đẹp nha các bạn. Một quả Dust Ball nữa đi ha. Nếu không được thì mình sẽ chuyển qua Summer Ball nha các bạn ơi. Critical hit luôn. Đánh mình đau vậy cái chưởng ạ. Lần này thì chắc chúng ta sẽ chuyển qua Summer Ball luôn đi ha. Dust Ball có vẻ là không thành công rồi. Summer Ball. Ui, chưa được luôn. Khó quá vậy trời. Cái con này có vẻ à, chết, mình bấm lộn Dust Ball rồi các bạn ơi. Xong tôi luôn. Và vẫn chưa được các bạn à. À, khá là khó bắt luôn đó nha. Bắt bằng Summer Ball đỡ đi. Trời, cái con kia thách đấu mình không được, nó chạy vòng vòng kìa bạn ơi. Nhìn mắc cười với. Chưa được luôn kìa. Hay. Trời, chúng ta cũng không có thể đổi Pokemon luôn. Mình tính đổi qua con Sapply để mà cấu máu em này. Nhưng mà không đổi được các bạn ơi. Cay vãi chưởng ạ. Ôi, quả Summer Ball này vẫn chưa được luôn. Đây, một quả nữa đi. Ồ, quanh quanh mình có khá là nhiều em Pokemon Galarian này ha. Để mình bắt xong em Rippy này đi. À, bắt được liền các bạn ơi. Rồi mình sẽ đi coi thử mấy em Galarian nào nha. Bộ cái hiu các bạn. Đây, chúng ta có được một em Galarian Farfetch nè. Xịn sò nha. Ôi, một em Galarian Zigzagoon luôn. Và bên này, lại thêm một con Galarian Zigzagoon nữa. Ôi, có con Arbor các bạn ơi. À, ui, đây là Arbor gì đây? À, Arbor thường thôi. Không có gì cả. Rồi, để mình lấy cái em Rippy đó ra. Mình kiểm tra thử coi. Xịn sò con bò liền các bạn ơi. Đâu rồi, Rippy của tôi. Rippy, nó đây các bạn à. Wow, hình như là một con rồng thì phải. Mà nhìn mặt nó hơi bị ngáo nha. Em này là Pokemon thuộc hệ rồng và hệ ma hả? Và kích thước huge, không cộng không trừ bất kỳ chỉ số nào luôn. Quá là xịn các bạn à. Mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa điểm IV của cái em này nha các bạn ơi. Wow, rất là đúng luôn nha. Special attack của nó chỉ là 3 thôi. Đó, tuyệt vời liền. Con này thì chủ yếu xài physical attack thôi bạn ơi. Tấn công vật lý, còn tấn công đặc biệt thì nó không có xài đâu. Ủa, nói chung là những cái điểm EV thì nó khá là hợp lý với em này rồi đó. Để mình coi thử nó có tiến hóa không nha. Ấy, cái gì vậy? Con này, cái con Shin này.
thách đấu mình hoài à? Thách đấu tôi nè, bỏ cái tật nha chưa? Cái con này là gì đây? Rippy. Evo. Nó sẽ tiến hóa khi mà nó đạt được cấp 50 các bạn ơi. Tiến hóa lên con Rathalos. Để mình coi thử Rathalos nó có tiến hóa nữa không? Wow, cấp 60 nó lại tiến hóa nữa. Tính ra thì còn 5 cấp nữa thì game Rippy này nó sẽ tiến hóa các bạn ơi. Ơi, bây giờ thì mình sẽ cất nó vào thôi. À, có một con Rippy khác kìa. Em này cũng cấp 45 luôn. Hình như là kích thước to hơn con hồi nãy thì phải. Con hồi nãy thì kích thước lớn rồi đó các bạn ơi. Con này chắc cỡ khổng lồ hoặc là enormous đó. Thôi, mình sẽ tắt em này đi ha. Rippy đã xong. Và đây có con mèo nè. Đây chính là mèo Alola các bạn. Mà sẵn tiện mình cũng chưa có nó luôn, nên là mình bắt nó luôn nha các bạn ơi. Mèo với tôi. Thành công luôn, dễ vãi chưởng ạ. Ủa, con Apod này là con Apod hồi nãy giờ phải không? Ủa, cái con này chắc mình cũng phải tiễn cho nó đi quá. Phải không? Đúng rồi các bạn ơi. Đây, Apod bình thường thôi mà. Xin tiêu strike, dẫn của tội luôn. Có một con Apod khác kìa. Ủa sao Apod bây giờ xuất hiện nhiều quá vậy trời? Để mình coi thử, đây là Apod gì nha. Cũng là Apod bình thường thôi các bạn ơi. Con bình thường thì tiễn nó đi luôn. Rất là nhiều Apod luôn nha. Xịn sơ con bò liền. Thôi chắc bây giờ mình sẽ đi qua một cái ngôi làng khác đi các bạn ơi. Chúng ta còn ba ngôi làng nữa ta. Phía bên đây nè. Mình sẽ đi hướng này nha các bạn. Và trước khi đó mình sẽ kiểm tra coi đây là Apoc gì cái đã. Ui, Apoc bình thường thôi. Vậy thì chúng ta sẽ lên đường thôi. Lần này thì cởi em xin Galio nha. Có con Potion kìa. Potion. Để mình coi thử Potion gì vậy. Chỉ là Potion thường thôi bạn ơi. Trong cái Bitsimon Reforged bản 8.1.2 này á, thì nó có được Potion dạng Strike nha bạn ơi. Dạng sấm sét đó, rất là xịn sò luôn. Đó chính là những cái dạng mới của nó. Nhưng mà mình gặp dạng thường rồi. Có con Rabidash nè. Ui, đây là Rabidash. Ui, bình thường thôi à. Không phải là cái dạng đặc biệt các bạn ơi. Trong này nó còn có Rabidash đặc biệt nữa. Mình gặp cái con gì mới đó các bạn ơi. Đây là em Feilin hả? Feilin. Cái gì vậy? Con này là con rết các bạn ơi. Trời ơi. Sợ phải cái chưởng hả? Chắc mình sẽ bắt nó luôn bằng Whipball nha. Trời ơi, nhìn nó nè các bạn ơi. Hấp dẫn, hấp dẫn. Failings. bắt không được luôn. Cũng khá là cứng đầu đó. Fawn Sweep cho nó còn một máu đi. Rồi mình sẽ bắt bằng cái quả khác nha các bạn. Nó boost xấu cho mình rồi kìa. Đây, Ultra Ball nè. Cho mà chừa cái đập. Chừa cái tật. Yes. Đã bắt được em này rồi các bạn ơi. Có con Bonita ở dưới kìa. Bonita bình thường thôi bạn à. Rồi, và mình đã bắt được con Failing rồi nha các bạn ơi. Đấy, con này nó có tiến hóa không ta? Ủa, cái gì vậy con Starly này? Tới thách đấu mình các bạn ơi. Để mình kiểm tra coi. Failing. Nó không tiến hóa các bạn ơi. Khá là xịn sò luôn ha. Chúng ta lại thêm được một em Pokemon mới nữa rồi. Và để mình lấy nó ra coi thử coi. Failin đúng không? Failin, nó đây rồi bạn ơi. Kinh khủng nha. Em này thì mình có thể cởi được luôn. Ui, ghê quá. Con này là con sâu hay con gì vậy cho ta? Ghê phải cái chưởng các bạn ơi. Bên kia thì có một con Vivillon nè. Vivillon vùng Savannah thì vậy. Failin này thì thuộc hệ gì đây? Hệ giác đấu hả? 2, 4, 5, nó có 5 cái mắt. Wow, xịn nha. Mình sẽ cất em này vô lại thôi bạn ơi. Chúng ta lại lấy Simili ra trận thôi. Lại tiếp tục lên đường. Thế là hôm nay được thêm hai em Pokemon mới nữa rồi. Ngon lên kênh đào luôn. Ôi, gặp được con Apo bình thường. Không phải Apo bình thường các bạn ơi. Ui, Apo này mình có gì ta? Mình sẽ lấy ra coi thử coi. Mình có nhiều Apo quá à. Giờ không có biết em nào luôn.
Con này thì mình mới bắt hôm bữa nè. Nó có cái răng đúng không? Ừ, để mình kiểm tra lại. Ôi, ba bo này có cái răng không? À, có cái răng. Vậy là nó chung một loại rồi các bạn ơi. Ồ, bây giờ chúng ta phải nhìn cái hoa văn trên cái mang của tụi nó nữa. Wow, khá là xịn sò luôn đây. Bây giờ thì cái trong cái phiên bản mới này chúng ta có được cái giao diện rất là đã luôn nha. Đó, chính là giao diện như thế này nè các bạn ơi. Mình có thể đeo được những cái đâu rồi? Những cái này nè các bạn ơi, những cái lure vào trong này nè. Đó. Và chúng ta có thể chọn đeo được những cái band đồ nè. Rất là hấp dẫn luôn. Đây chỉ là Keystone dùng để tiến hóa Mega thôi. Còn phía ở trên này chính là cái Dynamax Band nè các bạn ơi. Cái vòng tay Dynamax đó. Còn hai cái vật ở phía dưới này là cái gì thì mình cũng chưa biết. Ai mà biết á, nhớ comment ở bên dưới video này cho mình nha. Ồ, mình đang khá là thắc mắc hai cái dưới này là hai cái gì nè. Trời ơi. Ủa, Vividon gì đây? Vividon sa mạc à, bình thường thôi. Chắc mình sẽ tháo cái lơ ra đi ha. Đây là cái lơ dùng để thu hút các Pokemon hệ hệ ma đó các bạn ơi. Ồ, lại là một em Vivillon sa mạc nữa. À, chúng ta lại gặp boss nữa nè. Và lần này là Sentret nha. Wow, gặp khá là nhiều boss luôn các bạn à. Xịn sò con bò luôn. Sentret với tôi. Ồ, cho mình một cây kẹo rồi nè. Có một con spell rau quanh đây nữa. Để mình coi thử level của Volcanion. Ồ, hiện tại thì cái kẹo này chưa xài được, mình sẽ để dành đi ha. Bên đây có một con bell rau bình thường thôi, mình cũng sẽ không bắt những cái con thường nữa bạn ơi, chỉ bắt dạng đặc biệt thôi à. Ồ, trainer cấp 26, múp trainer này luôn. Cái gì vậy? Có con Magikarp các bạn ơi. Ui ôi, trainer này cá không à, Seekin nữa. Ui, hai con Seekin luôn. Ông này thu phục chi mà lắm cá vậy. Ồ, lần này không phải cá bạn ơi, Blastoise. Đây là bộ mon xịn sò đó. Ây da, nó đánh mình trước luôn. Đánh tôi trước nè. Blastoise với tôi hả? Ui, quá total luôn. Wow, xịn sò nha. Nói chung thì cũng khá là nhiều bộ mon xịn đó. Lần này chắc mình sẽ cho em Solgaleo lên cấp đi. Lên 82 nè. Đó, xịn sò luôn. Trong này thì chúng ta có được một cái Dragon Fan, một cái Good Rod. Chắc mình sẽ cất nó vào trong đây đi ha. Đó, bộ cái hiệu rồi chúng ta sẽ đi tìm mấy cái ông dân làng cho nhiệm vụ. Bên này không có rồi. Dân làng này có cho nhiệm vụ không? Không cho luôn. Không có, không có luôn. Sao mà hiếm quá vậy? Wow, hiếm kinh khủng luôn các bạn ơi. Ủa, cái nhà này thì vô bằng đường nào ta? Ơ, ông này mở cửa chạy ra rồi, làm sao để mà chạy lên lại? Đấy. Ờ, trong đây thì cũng không có dân làng nào cho nhiệm vụ cả các bạn à. Ôi, tiếc vãi chưởng ạ. Ủa, trong đây cũng có được một dân làng nữa nè. Nhưng mà mấy ông dân làng này có cho nhiệm vụ không ta? Mình sẽ nghĩ nghĩ coi. Không có dấu chấm than ở trên đầu rồi. À đây 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 đây, chúng ta thấy được một ông dân làng cho nhiệm vụ nè. Ồ, dấu chấm than này là cho nhiệm vụ nha bạn ơi. Ủa, dấu chấm than màu vàng luôn. À, đây là nhiệm vụ ghé thăm Nether hả? Chúng ta bấm chữ Z lên nè. Tại vì mình cài chữ Z là nhiệm vụ á. Các bạn có thể vào trong đây để mà cài nè. Vào phần Option nè, Control nè. Và kiếm vào cái phần Bitsimon nha các bạn ơi. Đó, chúng ta kéo xuống đây. Mình đã đổi thành cái Key Quest Journal là chữ Z nè. Bên đây là dấu chấm và dấu phẩy nè. Đó. Khi mà mình bấm dấu chấm thì nó sẽ như thế này, nó sẽ hiện nhiệm vụ lên. Bấm dấu phẩy thì nó cũng vậy luôn các bạn ơi. Đó, chúng ta biết được cái nhiệm vụ là đi xuống Nether. Wow, rất là đã luôn. Bây giờ thì mình sẽ load chỗ này là quest nha các bạn ơi. Nether quest. Để tí mình sẽ viếng thăm lại. Bây giờ thì về nhà, đi về đi vô Nether thôi. Ơi, cuối cùng gặp được dân làng cho nhiệm vụ các bạn ơi, xịn thiệt sự luôn. Ôi, đi về Nider các bạn ơi. Vô Nider thôi. Đi xuống địa ngục nè. Lâu lắm rồi á, chúng ta mới xuống địa ngục đó. Ồ, ê à. Ủa, dưới đây sao có một ông dân làng dưới đây vậy? Ông này bị mắc kẹt rồi. Ô, có con Mogrem nè. Ui, ở dưới địa ngục có Pokemon mới các bạn ơi. Pokemon Gen 8 luôn.
Wow, xịn thiệt sự luôn. Đâu rồi, mình sẽ đi qua mình bắt con này nha. Morgrem các bạn ơi. Ui, nó đây nè. Ui, nó là quỷ hả? Ui, con này kiểu như là con quỷ ở dưới địa ngục đó các bạn ơi. Nhìn cái mặt nó kìa, sợ vái chưởng á. Xài Whitbon thôi các bạn. Ui, mình cứ tưởng Satan hay cái gì ở đây chứ. Được thiệt sự các bạn ơi, đúng là bạn mới. Quá đã luôn. Thêm một con Pokemon nữa nè. Đây, Morgrem. Mình đã bắt được rồi nha. Một con nữa là con Sidlybit. Nó ở đâu rồi? Cách mình 47 ô. Để mình cùng bắt thêm một con nữa coi. Wow, đã thiệt sự bạn ơi. Dưới đây có khá là nhiều Pokemon luôn. Ngon lành canh đào liền. Hình như con này nó ở trên cao thì phải. À không, nó ở dưới thấp các bạn ơi. Tôi đoán sai thôi mà. À da, mình đào nhanh quá, cái chỗ này nó chưa lót kịp nè. Đó, phải đập ra lại, đập ra để mà đào lại nữa các bạn à. Đâu rồi, có con Sidlybit nó đậu dưới đây nè. Ây da, nó ở đây rồi các bạn ơi. À, nó là con cuốn chiếu hả? Ôi, hồi nãy là con sâu, còn bây giờ là con cuốn chiếu các bạn ơi. Nhìn cũng khá là ghê luôn. À, em này thì mình vẫn xài Whitbon thôi. Ô, xa xa có một con Morim nữa kìa. Và... yes, thành công rồi. Ủa, con này không phải Morim. Con này là Impidip. À, con này là Impidim. No, đi đâu vậy, đi đâu vậy, đi đâu vậy? Bắt nó luôn các bạn ơi. Lại theo em Pokemon mới nữa. Hoa, ở dưới địa ngục sao nhiều Pokemon quá vậy trời. Quá nhiều Pokemon mới luôn các bạn ơi. Thôi, mình đã bắt được em Sidlybit rồi nè. Đó, tiếp theo là con Impidim. Xịn xo thiệt sự. Ủa, dưới đây còn có được Sableye nữa. Sableye thì tôi có rồi. Rồi, để bây giờ mình lấy tụi nó ra mình cùng kiểm tra coi. Và đây chính là mấy em Pokemon mình vừa mới bắt các bạn ơi. Để chúng ta có được một em Sidlybit. Ô, em này thì mình không cởi được các bạn ơi. Có vẻ như là nó là một con rết thì phải. Nó thuộc hệ lửa cũng như là hệ bọ hả? Wow, xịn xo thiệt sự luôn các bạn ơi. Em này thì 1 kg luôn. Tiếp theo là em Morgrem. Ui, Morgrem này với lại cái em Impidim này thì nó giống nhau quá vậy trời. Để mình sẽ cùng kiểm tra coi cái em Impidim này nó có tiến hóa không nha. Mình nghĩ là tụi nó là tiến hóa của nhau quá. À, và nó tiến hóa lên con Morgrem các bạn ơi. Để mình coi thử Morgrem nó còn tiến hóa không nha. Morgrem Evo. Nó vẫn còn tiến hóa các bạn ơi. Tiến hóa lên con Grimmsnarl này nè. Khi mà nó đạt được cấp 42 nha. Và cái con Sidlybit kia thì nó có tiến hóa không? Vẫn có tiến hóa luôn. Tiến hóa lên cái con Centiskot khi mà nó đạt được cấp 28. Centiskot thì còn tiến hóa nữa không ta? Thì hết rồi các bạn ơi. Vậy thì chúng ta có thể tiến hóa được Morim cũng như là Sidlybit. Còn Impidim thì là cấp 1 của Morim rồi. Đó, giờ mình sẽ cất mấy em này lại nha các bạn ơi. Ui, nhìn mặt tụi nó nè. Nhìn như mấy cái con ma quỷ gì ở dưới địa ngục các bạn ơi. Ui, mà nó xuất hiện dưới đây cũng khá là đúng ha. Giờ thì mình đi trả nhiệm vụ thôi các bạn ơi. Ôi, chúng ta lại có thêm một nhân làng làm nhiệm vụ nữa nè các bạn ơi. Ôi, khám phá đương trình hả? Ok, lại một nhiệm vụ nữa các bạn à. Ui, đâu rồi, mình sẽ đi kiếm cái ông... Đây các bạn ơi, có dấu chấm hỏi là để đi trả nhiệm vụ đó. Đây, và chúng ta có được... Wow. Trời ơi, tự nhiên cho tôi Obsidian với lại cái Flint and Steel làm cái gì? Cho cái hụt quẹt các bạn ơi. Vãi cái chưởng hả? Bây giờ thì chúng ta sẽ có được nhiệm vụ gì đây? Khám phá một cái đường trình. Đường trình. Chết luôn. Bây giờ thì chắc phải lên trưng bày để mà kiếm đường trình quá các bạn à. Wow, coi bộ khá là khó khăn nhen. Để mình coi thử còn dân làng nào mà làm nhiệm vụ nữa không. Tôi làm như một thể luôn nè. Ui, nói chung thì cái này nó cũng khá là hấp dẫn ha. Trên này có một trainer cấp 4. Hấp dẫn. Mình sẽ hành trainer này luôn. Cấp 4 với tôi. Cấp 4 nè, cho sắp like ra trọn luôn các bạn. Ngại gì. Shadow Claw, dãnh củ tỏi luôn. Cho sắp like Mega luôn nè. Ủa, không có thể Mega trong trọn được hả ta? Ôi, có vẻ như là bị gì rồi các bạn ơi. Chúng ta không có thể Mega trong trận.
Ồ, chỉ có thể Mega với lại Pokemon hoang dã thôi. Sao nó trái ngược với lại cái Dynamax quá vậy ta? Hay là đây là cái bản cập nhật mới nó như vậy? Mình cũng không hiểu luôn. Bây giờ để mình đi tìm cái đơn trình cái đã. Đây là Apo bình thường phải không? Apo bình thường. À, đúng rồi. À, đây đây đây, nhiệm vụ màu xanh nước biển bạn ơi. Ồ, hai cái nhiệm vụ màu xanh nước biển luôn. Có thể đào được 20 viên kim cương cho tôi được không? Oh, hấp dẫn. Mình vừa thấy một trainer nào có nhiệm vụ màu xanh ở chỗ này nữa mà. Mình nhớ còn ai làm nhiệm vụ ở quanh đây nữa nè. Đây 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 các bạn ơi, đánh bại 30 Pokemon một loại cho tôi hả? Có vẻ là được các bạn ơi. Ôi, chắc mình sẽ làm cái nhiệm vụ đó trước quá. Chúng ta có được hai cái nhiệm vụ màu xanh dương nè và một cái nhiệm vụ màu vàng. Màu vàng là khám phá đơn trình thôi. Mình sẽ cố gắng để mà cho nó ra cái nhiệm vụ màu tím nha. Mình sẽ kiểm tra nhiệm vụ lại một lần nữa nha. Đây, nhiệm vụ khám phá đơn trình nè. Đánh bại 30 Pokemon hệ Poison. Wow, hệ độc các bạn ơi. Và ôi, đào 20 cục kim cương hả? Ôi, bên đây có được một em Weedle nữa các bạn ơi. Chắc mình sẽ đi qua mình đánh nó trước đi ha. À, Weedle, Weedle. Đâu rồi, em này cũng là Pokemon hệ độc nha các bạn ơi. Ây da. À, nó rớt xuống luôn, xịn vậy. Đỡ mất công tôi phải trèo lên nha. Đây, cắt kéo chỉ ít mày nè. Đó, và chúng ta. Nó đã trừ ra được một Pokemon các bạn ơi. Chúng ta chỉ còn đánh bại 29 em nữa thôi. Ôi, chúng ta cũng nhiều về cái chuyện đó. Rồi để bây giờ mình đi qua cái đường trình đi ha. Âm 70 nè. Âm 50. Đó. Chúng ta sẽ đào xuống cái đường trình nha các bạn ơi. Hy vọng là nó có thật. Trời ơi, không là chết tôi luôn đó. Chúng ta phải xuống cái tầng sâu thích hợp thì mới thấy được nó được các bạn ơi. Ờ, phía bên này đúng không? Ở dưới đây chúng ta lại gặp được boss nữa các bạn ơi, Cheldu. Ui, cái đơn trình này mình đang ở ngay nó nè, nhưng mà chưa thấy. À, đây 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 đây. Nó đây rồi các bạn ơi. Xịn sò cũng bờ nha. Ủa, mình khám phá ra được rồi nè. Ơ, mình khám phá ra cái đường trình rồi mà sao chưa xong nhiệm vụ vậy? Tôi đang ở trong đường trình rồi nè. Chưa cho tôi hoàn thành nhiệm vụ nữa. Sao kỳ vậy? Cái nhiệm vụ tìm đường trình nó đang bị lỗi hay gì đó các bạn ơi. Ui, mình thấy cái đường trình mà nó vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ luôn. Khá là khó hiểu đây. Chắc bây giờ thì mình sẽ đi đào kim cương đi ha. Chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ đào 20 cái cục kim cương đi. Trời ơi, ta nói nó khổ gì đâu đó. Tại vì mình gặp được khá là nhiều Emerald. Tại vì đây là cái vùng Extreme Hill mà, vùng xuất hiện của Emerald đó. À, đây rồi, chúng ta đã có được 4 cục kim cương rồi nè các bạn ơi. À không, 9 cục các bạn à. Và ôi, ôi, hình như là nó tính theo cái quặng đó các bạn ơi. À, chứ không phải là tính theo cái số kim cương mà mình đã đào được. Ra là vậy. Vậy thì mình phải còn đào 20 quặng hả? Nhiều vậy cái chữ luôn đó. Nhưng mà không sao các bạn ơi. Chúng ta sẽ cố gắng làm cho nó nhanh đi ha. Ồ, kim cương đâu rồi? Đi kiếm kim cương thôi nè. Emerald, rất là nhiều emerald luôn. Kim cương thì ở tầng thứ 11 các bạn ơi. À, đây 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 đây, chúng ta lại theo được mấy cục kim cương nữa các bạn à. Ôi, và lần này xong nhiệm vụ chưa? Ôi, chỉ còn 2 cục nữa thôi. Ôi ơi, đào nãy giờ muốn mệt luôn đó. Đây, mình sẽ bỏ một mớ đồ đi. Chúng ta chỉ còn 2 quặng kim cương nữa là xong nha. Mình sẽ cố gắng đào quanh đây đi. Đó. À, đây 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 đây. Rồi, và cuối cùng cũng đã xong được nhiệm vụ kim cương rồi các bạn ơi. Đây chính là nhiệm vụ đào kim cương nè. Còn nhiệm vụ đánh bại 29 Pokemon hệ hệ độc nữa chứ. Trời ơi, nhiều vãi chưởng luôn nha. Rồi, bây giờ để mình về mình trả nhiệm vụ trước đi. Nhiệm vụ phát hiện ra đinh trình thì mình đã phát hiện rồi nhưng mà nó vẫn bị lỗi các bạn à. Mình cũng không hiểu lý do sao luôn á. Ở đây mình sẽ trả nhiệm vụ đào kim cương trước nha. Hello. Ui, và cho mình thêm 3 cục kim cương hả? Khá là xịn xò luôn các bạn ơi. Ui, tôi đào quá chừng luôn mà cho kim cương làm cái gì vậy? Nãy giờ thì mình đã đánh bại được 23 em Pokemon hệ độc rồi. Chúng ta chỉ còn 7 em nữa thôi các bạn à.
Mình sẽ tiếp tục đánh nữa nha. Widow xuất hiện quá nhiều luôn, mình đánh thoải mái luôn các bạn ơi. Dưới đây chúng ta còn có được một con nữa nè. Ngấn lên kênh đeo. Map này thì cấp nó cũng rất là thấp luôn, xử cũng rất là dễ các bạn ơi, chỉ cần một chiêu thôi à. Bên đây còn một con Widow nữa nè. Ủa, nó ở đâu vậy? Có vẻ như là nó ở trên rồi. Trên đây nè. Mấy con sâu này nó trốn lên cây các bạn ơi. Widow với tôi. Xuất hiện quá chừng quá đất luôn các bạn ơi. Bọn này nó xuất hiện rất là phổ biến luôn nè. Trời ơi, không bao giờ chịu dừng luôn á. Lại thêm một con nữa. Cứ đánh bại một con là ra thêm một con nữa các bạn ơi. Tại nó nhiều vãi cả chưởng luôn. Đây rồi, Widow nè. Mình đã xong nhiệm vụ chưa ta? Chúng ta chỉ còn ba con Pokemon hệ độc nữa thôi là mình sẽ hoàn thành được nhiệm vụ này nha. Ủa, mình nói gì cái Widow nó không xuất hiện nữa luôn các bạn ơi. Vậy bây giờ chúng ta có được một con Oricorio màu mà hồng nè. Nhìn xịn thiệt sự luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lại đi kiếm Widow nữa thôi. Rồi để bây giờ mình kiểm tra coi cấp của em Volcanion đã. Mình có thể cho Volcanion lên cấp được nè. Chắc cho Solgaleo lên cấp trước đi ha. Cấp 83 luôn rồi nha. Bên đây có một con Bellsprout nè các bạn ơi. Đây là Bellsprout thường thôi, nên là mình sẽ tiến hành giết nó luôn. Em này thì nó cũng có mang trong mình hệ độc nữa đó. Vậy là chúng ta chỉ còn hai em Pokemon hệ độc nữa thôi là xong nhiệm vụ rồi các bạn ơi. Ui, mau xuất hiện đi. Sao nó không chịu xuất hiện nữa rồi ta? Mình sẽ cố gắng kiếm quanh cái khu rừng này nha các bạn ơi. Đây, lại thêm một con Spellsprout nữa các bạn ơi. Ui, vậy là mình chỉ còn... mình đã xong rồi hả? Ui, xong rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ trở về để mà trả nhiệm vụ này nha các bạn ơi. Quá là xịn sò luôn. Đây, Nether West nè. Mình sẽ về, mình sẽ kiếm... Ủa, đây, 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 đây. Trả nhiệm vụ thôi các bạn ơi. Nhiệm vụ này chúng ta không có được cái gì hết hả? Trời ơi, mình tưởng được cái gì các bạn ơi, nhưng mà không có gì hết trơn luôn. Nãy giờ thì mình đang tìm ông dân làng cho nhiệm vụ Shooting Star nhưng mà vẫn chưa thấy các bạn à. Cái nhiệm vụ sao băng đó khó tìm vãi cả chữ luôn đó. Chắc mình sẽ thách đấu với lại trainer này nha. Metan. Metan với tôi, nửa cây máu nha. Wow, đây là trainer cấp 83 các bạn ơi. Mình có thể luyện cái trainer này để mà lên cấp được. Đây rồi, đây rồi. Em Silibit của mình nó đang tiến hóa rồi các bạn ơi. Đây là con rết hay là con cuốn chiếu gì đó các bạn ơi. Và nó đang tiến hóa lên rồi nè. Wow, nhìn rất là ngầu các bạn ơi. Sao nhìn nó khá là giống cái bán trượt vậy ta. Ui, con rết các bạn ơi. Đó, nhìn kinh khủng chưa, con rết hệ lửa hả? Wow, và nó đã tiến hóa lên rồi nè. Đây là tiến hóa cấp 2 của nó thôi. Và cũng như là cấp cuối của nó luôn rồi đó. Con này thì nó không có tiến hóa nữa đâu các bạn ơi. Nhìn nó khá là kinh khủng luôn nha. Xin so thiệt sự luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục tìm mấy cái ông trainer nữa thôi các bạn à. Ui, sao trong đây có ba dân làng đứng chung một chỗ vậy? Trời ơi. Ở đây thì cũng không có ông nào cho nhiệm vụ cả các bạn à. Phía bên này thì có một con Pikimiku nè. Và đây là dạng thường của nó thôi. Ui, có một con gì màu xanh xanh bên này các bạn ơi. Hình như là Pokemon mới thì phải. Đây là Cramorant nè các bạn. Wow, con này con gì vậy? Ôi, có vẻ như là một loài chim biển gì đó các bạn ơi. Rất là xịn sò luôn. Cấp 35. Mình sẽ bắt nó luôn bằng Whipball nha. Wow, xịn thiệt sự các bạn à. Ngon lanh canh đao luôn. Và, ui, vẫn chưa được. Em này bắt hơi khó một xíu. Bây giờ mình sẽ Force Sweep nó đi. Cho nó còn một máu, rồi chúng ta sẽ bắt cho nó dễ hơn nè các bạn ơi. Ấy, cấp 35 thôi mà. Rồi mình sẽ bắt nó luôn bằng Ultra Ball nha. Nói chung thì các bạn cứ Force Sweep rồi dùng Ultra Ball để bắt các Pokemon thường á thì nó rất là dễ vô luôn nha. Ui, mới nói xong rồi mà sao chưa bắt được vậy? Bây giờ mình sẽ tiếp tục qua cái quả Summer Ball đi ha. Trời ơi, làm tôi bị hớ rồi. Summer Ball đi các bạn ơi. Ui, vẫn chưa thành công luôn. Chắc mình phải ấy cho thêm vài quả nữa rồi. Một quả Summer Ball nữa nha các bạn. Và lần này thì... Yes, thành công rồi các bạn ơi. Trời ơi, lắc lâu vãi cả chữ luôn đó. Đây là con Remoran. Và mình cũng đã có luôn rồi nha. Xịn xò, lại thêm một em Pokemon mới nữa rồi các bạn ơi. Thì để mình lấy cái em này ra cho các bạn cùng coi nha. Remoran, đâu rồi? Đây các bạn à. Không biết cái con này mình có thể cởi được không ta?
Bây giờ con Cho Cốt đây thách đấu mình hả? Nó có nội tại một máu kìa. Ui, mình sẽ tiễn nó lên đường luôn. À, ui, học được Giga Impact cho các em Son Galio nè. Thôi chắc mình sẽ hủy cái chiêu này luôn ha. À, Remoraid. Ôi, mình có thể cởi được nó bạn ơi. Ui, cái con chim có chút xíu mà mình cởi được, nhìn téo phải. Ôi, xịn sò thiệt sự bạn ơi. À, chúng ta có thể cởi được cái em chim này nha. Ui, em này mà bay thì nó cũng ra gì đó. Có những con Pikimaku nhưng mà thường thôi các bạn ơi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ kiểm tra luôn. Cái em Cremorant này thuộc hệ gì nha? Em này thì thuộc hệ bay với lại hệ nước hả? Wow, khá là xịn sò luôn các bạn ơi. Pokemon thứ 845. Và nó có cái chiêu Blitz này gây nhiều sát thương quá vậy ta. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bấm lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.